Xin chào quý vị khán giả của chương trình Trao Cơ Hội, Nối Ước Mơ. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, phối hợp cùng với Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam, Vietlott. Và tuần này, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tới thăm huyện Giá Rai. Đây là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của tỉnh Bạc Liêu. Giá Rai có vị trí địa lý thuận lợi, nằm giáp với tỉnh Cà Mau và Biển Đông, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hành lang kinh tế biển. Tận dụng các thuận lợi, cận thị, cận giang, cận lộ, Giá Rai đang phát triển kinh tế bền vững từ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đến thương mại dịch vụ. Thưa quý vị, trường trung học cơ sở Giá Rai A, tiền thân là trường phổ thông cơ sở Giá Rai. Đến năm 1997, trường được tách riêng thành trường trung học cơ sở Giá Rai A, địa chỉ tại khóm 5, phường 1, thị xã Giá Rai. Năm học 2022-2023, trường có 455 em học sinh. Trong đó, học sinh là con em của đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao là 171 em, nằm trên địa bàn rộng, rải rác. Và có những em nhà cách trường từ 5 tới 8 km. Và em học sinh được trao học bổng của chương trình tuần này, đó chính là em Đặng Thị Trúc Thùy, học sinh lớp 9/1 tại trường. Bạn Trúc Thùy thì nói chung là hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn, cũng thuộc diện hộ nghèo. Thì mẹ bạn Thùy thì bị tai biến, đi bán vé số thì nói chung bữa bán bữa không. Thì đối với bạn Trúc Thùy thì học rất là giỏi, giỏi từ năm lớp 6. Tới năm lớp 9 thì 4 năm liền là học sinh giỏi của trường. Trong lớp của em là sĩ số là 36 em, thì trong đó là 26 em đã được là giỏi, thì trong đó có em Thùy, rồi còn lại là 10 em tiên tiến. Thì cái 26 em giỏi này, cái phẩy trung bình của cả năm của em Thùy nó cũng là vượt trội hơn mấy bạn kia. Em 8,3, bạn học tốt nhất là cái môn lịch sử. Thì năm nay em được chọn vào cái đội tuyển của học sinh giỏi của môn lịch sử của trường và sắp sửa đi thi là cấp thị xã. Sau những giờ học chính, Thùy thường ở lại trường để ôn luyện thêm, chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Thùy yêu thích môn lịch sử vì qua những trận đánh, em cảm nhận được lòng yêu nước và ý chí kiên cường của ông cha ta. Thùy cũng chia sẻ rằng hiện nay em rất buồn vì thấy lịch sử ít được các bạn trẻ quan tâm, nên em muốn trở thành một giáo viên dạy lịch sử để thử những phương pháp dạy mới, truyền tình yêu lịch sử đến với các bạn khác. Thưa quý vị, khóm 5, phường 1, thị xã Giá Rai là nơi gia đình em Trúc Thùy đang sinh sống. Trong khóm hiện có 26 hộ nghèo, 70 hộ cận nghèo trên tổng số 693 hộ gia đình. Bà con nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ, một số người phải mưu sinh bằng nghề buôn gánh bán bưng. Giống như nhiều hộ gia đình khác, gia đình em Trúc Thùy không có đất canh tác. Từ khi mẹ bị tai biến, chỉ ở nhà dưỡng bệnh, thi thoảng sức khỏe tốt hơn thì đi bán vé số để kiếm thêm chút tiền mưu sinh. Chị Trịnh Thị Hồng Nga, mẹ của em Trúc Thùy, năm nay 49 tuổi. Chị mới bị tai biến năm ngoái, cộng thêm bệnh tiểu đường nên sức khỏe rất yếu. Hôm nào khỏe, chị cố lết bộ quanh xóm hoặc ra chợ gần đó để bán vé số. Trước đây, khi còn khỏe, chị mở sạp bán hoa quả ở chợ hoặc có một thời gian làm công nhân ở xí nghiệp. Khi đó, thu nhập gia đình ổn định hơn. Nhưng từ khi chị đổ bệnh, chồng đi chăm mẹ già ở Sóc Trăng thì kinh tế gia đình cũng suy sụp theo, nợ nần chồng chất. Chị được mọi người trong xóm thương mua ủng hộ. Ngày kiếm được 50 được, 50 là chắc cú, tại vì mình không dám lấy nhiều sợ lỡ ấy á. Bữa nào bán được 50 á, thì hai mẹ con ăn đầy đủ chút, còn bữa nào không có thì mua hộp vịt thiếu, về chiên hai trứng, mẹ trứng con trứng là được rồi. Chật vật giữa cái nắng, mệt thì nghỉ, hết mệt lại đi bán, chị luôn cố gắng chỉ để kiếm tiền mua trứng vịt cho con ăn.
Nhà gần trường nên Thùy thường tự đi bộ về. Về tới nhà, việc đầu tiên em làm là thay bộ đồng phục, vào bếp nấu cơm chờ mẹ về ăn. Căn nhà được chính quyền hỗ trợ xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp. Nắng thì nóng, mà mưa thì ngập do thủy triều lên. Bố vắng nhà, mẹ phải đi vay 11 triệu đồng cho chị gái mới đi xuất khẩu lao động Nhật theo diện chính sách, nên giờ chỉ còn Thùy một mình lo toan việc nhà, phụ giúp mẹ. Bữa cơm của hai mẹ con hôm nay có rau muống xào được hàng xóm cho. Cuộc sống của hai mẹ con nhờ phần nhiều vào tình thương của hàng xóm láng giềng. Dạ, mọi người rất là quý mến gia đình em. Kiểu thấy gia đình khó khăn cho nên là mọi người giúp đỡ nhiều. Nhà em không có nấu cơm thì em đi qua thì mọi người cho cơm, cho đồ ăn nhiều. Gạo thì nhà nước người ta cho, rồi nhầm khi ở xóm người ta cho vậy đó. Chỉ có tốn tiền đồ ăn vậy thôi. Nó ngay lâu lâu cái mua chục hộp dịch vậy đó. Phục hồi sau tai biến của mẹ Thùy cũng khá thuận lợi. Mỗi lần đau, chị gái trong chùa gần nhà đều sang châm cứu giúp, hoàn toàn miễn phí và không lấy tiền. Nhiều lúc nhìn mẹ đau đớn, Thùy muốn làm gì đó giúp mẹ, nhưng đều bất lực, em chỉ biết khóc. Em cảm thấy xót cho mẹ. Nhiều lúc em cũng nghĩ tới là em tự ngồi khóc. Nhầm khi á, cái miệng giật méo ở trên dưới luôn á nha. Mà mình phát hiện liền á, nó không đến đổi. Rồi nhầm khi chứ ngồi cái chứ làm vậy nè. Như mình ấy ở nhà á, rồi con mắt nó không thấy rõ. Cái đầu bà lợi, bà bấm nguyệt, đầu bà ấy, đầu dùm. Thì nó đỏ lắm luôn á. Mỗi lần mà làm vậy bằng mình đi châm cứu bằng một năm luôn á. Gia đình mỗi người một nơi, bà nội em già yếu ở Sóc Trăng nên bố em phải lên chăm sóc. Mấy năm nay bố vắng nhà, hai mẹ con chỉ được nhìn bố qua điện thoại. Bố em cũng đi bán vé số nhưng thu nhập cũng bữa được bữa không. Thỉnh thoảng có gửi 500 đến 1 triệu về cho hai mẹ con trang trải. Nhưng số lần chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sống trong khổ cực với Thùy đã thành quen. Em và mẹ lúc nào cũng động viên nhau, nương tựa vào nhau mà sống cho qua ngày. Với Thùy, ước mơ lớn nhất bây giờ của em là mẹ em có thể khỏe mạnh, phục hồi được như xưa. Nhưng em cũng hiểu rằng điều đó là không thể. Mẹ em dự định nếu khó khăn quá sẽ lên Sóc Trăng ở với bố. Như vậy, Thùy sẽ phải chuyển trường, xa bạn bè, thầy cô. Nhưng dù ở đâu, em cũng luôn tự nhủ phải quyết tâm học tập thật tốt. Thưa quý vị, nghèo khó bủa vây, gia đình em Trúc Thùy nhiều khi phải chạy ăn từng bữa. Nhìn thấy cha mẹ ốm đau, bệnh tật, em càng khao khát, ước mơ có thể trở thành một nhà giáo, có một công việc ổn định để có thể lo cho gia đình. Rồi mình cũng thiên con vậy á, gắng học cho hai đứa con học giỏi rồi sau này nhờ cái thân, đừng để khổ giống cha giống mẹ. Em muốn làm một giáo viên môn sử. Em muốn truyền tải các cái kiến thức, những cái chiến công của các anh hùng liệt sĩ hồi xưa, họ đã dựng nước và giữ nước như thế nào cho các bạn nhỏ hơn mình, các bạn biết được. Ước mơ là vậy, nhưng đoạn đường còn lắm chông gai đang đợi Thùy vượt qua phía trước. Xin được gửi lời chào tới toàn thể các thầy cô giáo cũng như là các bạn học sinh của lớp 9C1 trường Trung học cơ sở Giá Rai A. Và anh xin được tự giới thiệu, anh là Nguyên Lâm tới từ chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ. Ngày hôm nay thì ekip của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ rất vui khi có mặt tại lớp chúng ta là lớp 9A1 và có mặt tại trường Trung học cơ sở Giá Rai A để có thể trao phần học bổng của chương trình tới với một bạn học sinh trong lớp mình, đó chính là bạn Đặng Thị Trúc Thùy. Cả lớp có thể dành cho ekip của chương trình một tràng pháo tay nữa được không nào? Ngày hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình còn có những vị khách mời. Đầu tiên thì xin được giới thiệu đại diện nhà tài trợ, anh Nguyễn Thanh Duy. Trường của chúng ta thì xin được giới thiệu có thầy giáo hiệu trưởng nhà trường là thầy Trần Hồ Quốc Huân cùng với các thầy cô giáo trong trường. Và ngay sau đây thì để các bạn có thể hiểu rõ hơn về phần học bổng của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ thì anh Lâm xin được mời đại diện của nhà tài trợ Vietlott là anh Thanh Duy sẽ có những lời chia sẻ. Xin được mời anh.
Xin chào quý thầy cô và tất cả các em học sinh. Mình xin tự giới thiệu, mình là Duy, đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam, Vietlott, gọi trực thuộc Bộ Tài chính. Hôm nay thì mình rất là vinh dự khi được có mặt tại trường trung học cơ sở Giá Gai A để trao cho bạn Trúc Thùy một cái suất học bổng thuộc chương trình là Trao Cơ Hội Nói Ước Mơ. Hy vọng với cái suất học bổng này sẽ hỗ trợ cho bạn Trúc Thùy trên con đường học tập của mình, đồng thời thì cũng sẽ tạo động lực cho các bạn học sinh khác trong con đường học tập và thực hiện ước mơ của mình. Xin anh cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Thanh Duy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần quan trọng nhất trong chương trình, đó là phần trao học bổng cho bạn Trúc Thùy. Xin được mời em tiến lên bục giảng. Và em xin được mời anh Duy sẽ trao học bổng cho em Thùy ạ. Các bạn ơi, chúng mình vỗ tay để chúc mừng bạn Thùy nào. Anh sẽ chia sẻ một chút nhé. Học bổng của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ thì sẽ được trao cho những bạn học sinh. Đầu tiên là chúng ta phải có một tiêu chí, đấy là những bạn có học lực tốt trước đã. Đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái sự thiếu may mắn hơn so với các bạn khác khi mà hoàn cảnh của mình thì chưa được bằng các bạn đi. Tuy nhiên thì với cái sự nỗ lực, với cái sự quyết tâm của mình thì cái phần học bổng này chính là một cái minh chứng cho cái hành trình đó của em. Thì anh nghĩ rằng đây sẽ là một cái món quà mà Trúc Thùy sẽ cảm thấy rất là tự hào và hãnh diện với các thầy cô cũng như là với tất cả các bạn. Ngày hôm nay nhận được phần học bổng này thì em có thể chia sẻ những cái cảm xúc và những suy nghĩ của mình nhé. Dạ, sau khi nhận được phần học bổng này thì em cảm thấy rất là vui vì em có thể sử dụng nó để giúp một phần cho gia đình và giúp cho ba mẹ em đỡ phải cực khổ hơn. Phần học bổng giúp cho em có thêm nhiều động lực để tiếp tục cho những năm sau em học tốt hơn ạ. Em có dự định là mình sẽ theo học đại học không, hay là mình sẽ có dự định như thế nào về chặng đường học tập của mình? Dạ, nếu được thì em có thể học đại học, còn không thì em sẽ học nghề luôn ạ. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Trúc Thùy. Và ngay sau đây thì Nguyễn Lâm cũng xin được mời thầy giáo hiệu trưởng nhà trường cũng sẽ có những lời chia sẻ cùng với toàn thể các bạn trong buổi ngày hôm nay. Xin được mời thầy ạ. Kính thưa tất cả các anh chị cùng tất cả các em học sinh, thì thay mặt trường, tôi xin chân thành cảm ơn chỗ đài truyền hình VTC và phối hợp với công ty Vietlott có một cái phần học bổng trao cho em Đặng Trúc Thùy tại lớp 91 ngày hôm nay. Thì cũng thay mặt trường không nói gì hơn, thì cũng chân thành cảm ơn và sẽ nhà trường sẽ hứa sẽ dìu dắt và cho em hết cấp 2 trung học cơ sở, và có thể có điều kiện nữa thì sẽ tạo điều kiện cho những em giống như vậy sẽ hoàn thành tốt công việc học tập của em. Tôi cảm ơn những chia sẻ vừa rồi tới từ thầy Quốc Huân. Ngày hôm nay thì anh Lâm nhìn thấy là tại lớp 9C1 của chúng ta có rất là nhiều các bạn học sinh với những gương mặt rất là sáng. Anh cũng muốn được trò chuyện với các bạn nhiều hơn để hiểu và lắng nghe các bạn nhiều hơn. Chương trình của chúng ta là chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ. Vậy thì anh cũng rất là muốn biết rằng là ước mơ của các bạn trong tương lai là gì và làm thế nào để chúng ta có thể chạm tay tới ước mơ của các bạn nhé. Dạ, em ước mơ là em được làm hoa hậu. Vì sao lại ước mơ trở thành một hoa hậu? Em muốn đi làm từ thiện khắp nơi với được truyền bá những thông điệp tích cực cho xã hội. Theo em thì một hoa hậu thì cần phải có những cái tố chất như thế nào? Dạ, mình có lòng nhân ái, có kết nối với mọi người. Mình phải có cái sự tự tin, phải có cái sự học vấn mình cao lên để mình có thể truyền bá được cái thông điệp của mình muốn gửi tới mọi người. Dạ, em tên là Trịnh Ngọc Khánh Băng ạ. Ước mơ của Khánh Băng là gì? Dạ, em muốn trở thành một luật sư. Vì sao lại muốn trở thành luật sư? Dạ, tại vì em muốn đem lại cái công lý cho mọi người. Sau khi mà được trò chuyện cùng với các bạn học sinh của lớp 9A1 thì anh thấy, anh cảm nhận được một điều rất là tuyệt vời, đấy là các bạn rất là mạnh dạn và có thể đứng lên để nói ra chính ước mơ của mình. Và qua đây thì xin được chúc cho tất cả các bạn học sinh của lớp 9C1 của chúng ta sẽ mạnh mẽ này, can đảm này, thực hiện những ước mơ của mình và chúng ta sẽ thật thành công trong tương lai. Một lần nữa thì xin được mời toàn thể các bạn một tràng pháo tay thật lớn.